Cái remote thì hầu như là nó dùng cái pin 3A nha anh chị. Cái pin điều khiển máy lạnh hoặc là tivi á, anh chị lắp vô. Thì mỗi một cái remote nó đều có một cái cách bắt sóng Bluetooth, nó kết nối giữa cái remote với lại cái xe nha anh chị. Rồi nó kết nối luôn rồi. Ở trên remote này nó có ba tốc độ nhanh chậm nha anh chị. Đó, nó có ba tốc độ nhanh chậm. Bây giờ em Tân sẽ thử leo lên và mình thử cái động cơ nó, cái khung ha, rồi mình kéo ra nè anh chị, kéo một bên ha. Bên này cũng vậy, em Tân hơn 70 kg rồi nhưng mà sẽ thử thôi nha. Còn trong quá trình anh chị chứ chơi á thì nhúng quá, nhúng hết phục luôn rồi, thì mình ưu tiên á, mẹ và bé. Nhưng mà ngồi lên cảm giác rất là chắc chắn luôn nha anh chị. Ví dụ như nhà có hai bé sinh đôi hoặc là một bé lớn một bé nhỏ mà chưa chơi được á, thì ba mẹ ở phía sau mình, người nhỏ con á, mình hỗ trợ bé, chứ mình chơi xuyên suốt mà mình ngồi quá tải thì nó ảnh hưởng tới xe nha anh chị. Chạy mạnh lắm nha anh chị, mình ấn cái là nó sẽ chạy luôn á. Cái gọng sắt này nó khá là cứng nè. Đó, còn mà mình có thể là cắt cái này đi ha, để cho hai bé chơi thôi ha. Cái này trường hợp là người lớn ngồi ha. Nó làm đơn giản vậy nè nhưng mà tất cả những cái điểm nó mình đặt xuống đây á là nó khớp hết luôn nha anh chị. Nhưng mà nếu mà mình dùng lâu ngày bằng cái yên này á thì hai cái nhựa này tiếp xúc với nhau nó có thể là bị chày. Cái xe này cửa nó là cửa mở trợ lực đó nha anh chị, hai bên nha, do dòng xe cao cấp rồi ha. Cửa mở trợ lực nha. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi cái mẫu xe là QLS 6988, một trong những cái dòng xe Lamborghini cao cấp nhất hiện nay. Nó thiết kế luôn là hai ghế ngồi và nó có kèm một cái ghế người lớn nha. Xe sử dụng qua 4 động cơ 550 bình ắc quy 12V 14 nha anh chị. Mẫu xe này nó với lại cái mẫu xe là cái mã số nó là S313 là ngang tầm giá nha anh chị, rất là đáng để mình chọn một chiếc xe cho bé chơi nha. Rồi ok, cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip tiếp theo nha.